Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land có trụ sở tại thành phố Phan Thiết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can là Nguyễn Quang Bình, sinh năm 1984, ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Theo điều tra ban đầu, Bình đã lợi dụng danh nghĩa là giám đốc công ty Diamond Land để lập khống dự án khu dân cư Hàm Kiệm, Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam trên diện tích đất nông nghiệp, sau đó giao bán cho các cá nhân và thu bất chính gần 4,5 tỷ đồng. Ngoài việc lập khống dự án khu dân cư Hàm Kiệm, Hàm Mỹ để giao bán, Bình còn lợi dụng danh nghĩa công ty Diamond Land lập khống một số dự án khu dân cư khác để chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, Bình đã khắc phục trả lại một phần số tiền đã lừa của khách hàng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá băng nhóm làm giả số lượng con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức, khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ba nghi phạm Vũ Xuân Nghĩa, Lê Huỳnh Duy Anh và Vương Huỳnh Phát Đạt trên địa bàn thành phố. Công an thu giữ 3.600 phôi bằng các loại, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, hơn 2.500 tem chống hàng giả, hàng nghìn con dấu cao su, hàng trăm học bạ, bằng điểm, bản sao tốt nghiệp, văn bằng chứng chỉ các loại và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc làm giả con dấu. Qua đấu tranh bước đầu xác định đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đáng chú ý trong số bằng cấp, chứng chỉ giả thu được, phát hiện nhiều bằng bác sĩ, y khoa, đại học sư phạm đã được in sẵn tên, chưa kịp chuyển cho người mua. Nếu số bằng này được đưa vào sử dụng sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm khôn lường cho xã hội. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án. Ngày 4 tháng 2, Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho biết hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy xét thu giữ các vật chứng có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý với nhóm đối tượng trộm cắp tài sản vừa bị bắt giữ. Năm đối tượng gồm Quang Chí Thành, sinh năm 2002, Cà Văn Phúc, sinh năm 1995, Hồ Vi Anh Khoa, Nguyễn Lâm Anh Tú, sinh năm 1999 và Quang Minh Dương, sinh năm 2006, cùng chú Liên Nghĩa, Đức Trọng, đã thực hiện 16 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và một vụ chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đã thu giữ 5 xe mô tô các loại, 5 biển số xe giả, 3 mã tấu, 2 dao tự chế và nhiều dụng cụ khác để phá khóa. Liên quan đến vụ việc này, công an huyện tiếp tục rà soát, điều tra mở rộng vụ án ra ngoài phạm vi địa phương Đức Trọng. Bởi sau khi trộm cắp, các đối tượng này đã bán xe đến nhiều địa phương khác nhau, đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ, chuyển viện kiểm sát, cung cấp khởi tố 5 đối tượng nêu trên. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông, thực hiện nghiêm việc chuyển dữ liệu giám sát hành trình. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm trước ngày 11 tháng 2 phải báo cáo về Sở việc sử dụng khắc phục các thiết bị giám sát hành trình bị lỗi không chuyển dữ liệu theo quy định, xử lý chấn chỉnh các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của các lái xe và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi an toàn giao thông của đơn vị. Trước đó, qua khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong một tháng đã có 56 đơn vị với tổng cộng 100 xe vi phạm về tốc độ, hơn 1.700 đơn vị với hơn 10.000 xe vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, hơn 4.000 đơn vị với 17.054 xe vi phạm về chuyển dữ liệu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng hành khách ra các bến xe ở Hà Nội thời gian qua tương đối ít. Tuy nhiên, giá vé xe khách đi một số tuyến đã tăng đến 50%. Mặc dù ít khách và nhiều xe xuất bến còn ghế trống, nhưng giá vé tại các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội một số tuyến xe khách đã tăng giá vé đến 50%. Tại Giáp Bát, xe chạy về các tuyến huyện như là Nông Cống, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thanh Hóa, giá vé chỉ từ 120.000 đến 150.000 một lượt. Nhưng dịp này, giá vé này đã tăng từ 180 cho đến 200.000 đồng, tức là tăng từ 30 cho đến 50% một lượt. Tương tự tại bến xe Gia Lâm, giá vé xe khách đi về các tuyến huyện của Thanh Hóa cũng thông báo tăng từ 30 đến 50% mỗi lượt. Lý giải cho việc tăng giá vé, các doanh nghiệp cho rằng dịp Tết họ chỉ chạy một chiều có khách, còn chiều ngược lại chạy xe rỗng. Do vậy, để bù vào chi phí phát sinh, doanh nghiệp xin tăng giá vé. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đang tái bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với mức độ nghiêm trọng và phức tạp hơn những đợt lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng trước đó. Chủ động kiểm soát phòng dịch COVID-19, Ban Quản lý các chợ, Trung tâm Thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường bố trí các điểm sát khuẩn, đặc biệt bắt buộc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi giao dịch mua bán. Tuy nhiên, theo ghi nhận của nhóm phóng viên đường dây nóng, vẫn còn nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi vào chợ.
chợ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa vào sáng ngày 3 tháng 2, lượng người đi chợ đông đúc. Trước cổng chợ là băng rôn với nội dung bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi vào chợ. Nhưng vẫn có không ít trường hợp lơ là, không giữ khoảng cách, người bán lẫn người mua đều không đeo khẩu trang, với muôn kiểu lý giải. Cô không có quen đeo. Với lại cô dân thôn quê ở đất đỏ lên đây nữa, đâu cô không có... Hai từ hồi bệnh COVID-19 tới giờ cô không có gì á. Nói bằng thiệt tình bữa nay là quên đem luôn. Ngày hôm bữa nay là thiệt tình là quên không có đem luôn á. Cứ ngày bữa giờ dạ. Hôm giờ liền ngày nào cũng đem theo á. Sáng này đi trễ lật đặt quá không có bỏ cái khẩu trang vô vỏ. Tại em quên, bán lu bu quá quên. Sáng lật đặt quá quên. Chứ có đeo khẩu trang hết chứ bắt buộc. Người đi chợ cũng phải đeo luôn. Tại chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, chợ Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, chợ Long Điền, huyện Long Điền cũng có rất nhiều tiểu thương và khách hàng ra vào chợ không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Hiện ban quản lý các chợ càng tăng cường hơn tuyên truyền phòng dịch, hướng dẫn các quy định phòng dịch đến từng quầy sạp trong chợ, nhắc nhở tiểu thương và khách hàng thực hiện nghiêm 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập. Chủ trương của ban thì cũng đã có đẩy mạnh công tác là tuyên truyền và vận động thường xuyên bà con là tất nhiên tránh cái tình trạng tụ tập, rồi thường xuyên cũng như rửa tay cũng như là đeo khẩu trang trong cái vấn đề giao dịch, trong cái vấn đề hàng hóa kinh doanh tại chợ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch được xem là biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh hiệu quả, nhất là những nơi nguy cơ cao dịch bệnh lây lan như chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Thưa quý vị, vào thời điểm này năm ngoái, chợ Hoa Mê Linh, nơi được coi là thủ phủ hoa ở miền Bắc, luôn trong tình trạng đông nghịt người mua bán. Nơi đây hàng năm cung cấp khoảng 295 triệu cành hoa với đủ chủng loại cho cả thành phố Hà Nội và các tỉnh. Thế nhưng hiện tại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hộ kinh doanh hoa cây cảnh ở địa phương này rơi vào tình cảnh khốn đốn. Vậy cuộc sống hiện tại của người dân trồng hoa tại Mê Linh đang như thế nào và công tác phòng dịch của họ ra sao? Ghi nhận của nhóm phóng viên Đường Dây Nóng. 6-7 tháng nay, nhà bà Hảo dồn hết sức để chăm chút cho vườn hoa này. Chỉ mong đến vụ Tết có thể thu lại chút vốn và có thêm tiền để đầu tư cho vườn hoa ly mới trồng năm nay. Thế nhưng, dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã tiêu tan mọi kế hoạch của gia đình bà. Cuộc sống của cả gia đình rơi vào cảnh lo hôm nay, không biết ngày mai. Đầu năm thì COVID thì làm này không dân, không được ra làm. Xong đến lúc được ra làm cái thì làm thì chậm thì 6-7 tháng giờ chả được thu. Nên thậm chí chăm đến bây giờ được thu cái thì lại COVID thế này thì đâm ra là dân là quá đói kém. Cách vườn nhà bà Hảo không xa, vườn hoa của bà Loan cũng gặp tình cảnh tương tự. Vào thời điểm này hàng năm, gia đình bà Loan đã không còn hàng để bán. Thế nhưng năm nay, bà phải ngồi cả ngày để chờ khách. Những chậu hoa tỉ muội này vốn rất đắt khách, nay đã phải giảm giá để mong có người mua. Năm nay là COVID-19 này cho nên là người ta không mua hoa đắt tiền, người ta chỉ mua hoa này khoảng độ 25-30 nghìn, 35 nghìn. Đấy, người ta chuyển sang chơi các cây này thôi. Dân năm nay chết đói. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Sở xây dựng các phương án giải tỏa nhanh các sự cố nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng dừng đỗ xe, đón trả khách sai quy định, đặc biệt là khu vực trước đường vào ga quốc nội. Lực lượng cảnh sát giao thông giữ vai trò chủ lực trong công tác phòng chống ùn tắc giao thông tại khu vực Tân Sơn Nhất. Huy động các lực lượng khác tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông, tiếp tục phát huy cơ chế thông tin hiện hữu để kịp thời phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra các tình huống có nguy cơ dẫn đến ùn tắc giao thông, sắp xếp hoạt động của xe taxi và xe hợp đồng cho phù hợp, bố trí thời gian giao nhận hàng hóa để hạn chế xe tải lưu thông vào ban ngày. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giao cho các đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác lắp đặt bổ sung 3 thang máy tại nhà xe TCP ở sân bay, đồng thời nghiên cứu bố trí thêm làn E trong nhà giữ xe để tổ chức cho các loại xe kinh doanh vận tải có ứng dụng công nghệ như B-Group, Grab đón khách tại làn E, chủ động bố trí lực lượng điều tiết giao thông khu vực đường nội bộ cảng một cách linh hoạt tùy theo tình hình giao thông thực tế như xả trạm thu phí, hướng dẫn xe kinh doanh vận tải lưu thông vào làn C khi xảy ra tình trạng quá tải ở làn D và làn E.